chàng trai may mắn nhặt được mèo con xinh đẹp bị bỏ rơi dưới gốc cây. Đang trên đường làm về thì chàng trai này vô tình nhìn thấy một em mèo con đang ở trong một chiếc hộp giấy được đặt ở dưới gốc cây. Với tình huống này cũng có thể đoán rằng bé mèo con đã bị bỏ rơi. Nhưng chàng trai vẫn ngồi chơi với bé một hồi lâu để xem chủ của bé có quay lại tìm không. Trong thời gian chờ đợi, em mèo cũng rất ngoan khi tiếp xúc với chàng trai này. Nhìn sơ thì cũng thấy đây là một bé mèo rất xinh đẹp rồi. Đợi một hồi rất lâu cũng không thấy ai đón em mèo, chàng trai quyết định cưu mang em nó về nhà của mình luôn. Về đến nhà, anh mới phát hiện em nó có vấn đề ở chân trước, không biết là gãy chân hay bị tật nữa. Nhưng hy vọng em không bị bỏ rơi vì vấn đề này. Nếu là thật thì bé mèo này thật là đáng thương. Nhưng hiện giờ đã không sao rồi, bé mèo đã có được chủ mới, một mái ấm mới của mình rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.